Xin chào bác đã quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Chin XX7 được trang bị full bộ chuyển động Shimano DLG, khung nhôm sơn nguyên bản, xe nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng Chin X, một thương hiệu rất nổi tiếng của Ý. Khung nhôm, toàn bộ phần sơn là nguyên bản, xe còn rất là mới và đẹp, lớp sơn là còn nguyên zin. Trang bị bộ chuyển động Shimano DLG rất là cao cấp về dòng địa hình. Đĩa trục rỗng 9X design Italy, thương hiệu của Ý. Hai đều là nguyên bản. Trên tay lái này cũng được trang bị bộ tay bấm của Shimano DLG, phanh dầu Shimano, có khóa hành trình giảm tốc trên tay lái. Bánh 26 inch máy Rovatec, bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này. Các bác ấn mũi tên chọn xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 45 cm, từ khóa cọc yên đến tâm củ phốt là 56 cm. Chiếc xe phù hợp cho các bác từ khoảng 1m64-65 đến khoảng 74-75 thì DOG 10 tầng lít và 3 tầng đĩa cho 30 tốc độ khác nhau. Giá bán của chiếc xe này bên em đang bán với mức giá là 9 triệu tròn, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh và ấn thêm cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới về những chiếc xe bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.